Những hình ảnh này được ghi lại tại thôn Dậu Hai, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức. Bộ mặt của thôn quê đang dần thay đổi. Đường làng, ngõ xóm, sạch sẽ, gọn gàng, thùng rác, hộp thu gom pin cũ cũng đang được trang bị ở nhiều nơi. Đặc biệt là khang trang hơn với những bức tranh rực rỡ sắc màu trên tường hay cột điện. Đoạn tường nào cũ xuống cấp thì được treo trang trí bằng những giỏ cây, giỏ hoa như thế này việc gìn giữ vệ sinh để không gian luôn xanh sạch đẹp luôn được người dân và chính quyền ở đây nêu cao chỉnh trang hàng ngày hàng tuần để làm sao các bức tranh đã được trang hoàng đẹp lên rồi thì nó phải được duy trì thường xuyên và để tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư